Hai chào mọi người nha, thì cái gói thuốc kích trứng này mình vẫn còn nha mọi người. Đây thì mình cũng báo luôn, thì như mấy video trước mình cũng nói anh em rồi, gói này là 220.000 một gói. Thì anh em nào cần thì cứ comment bên dưới cho mình là họ tên, số điện thoại, địa chỉ của mình, của nhà mình đó nha, thì mình sẽ gửi tới cho anh em. Cái này thì gửi tới nhà và sẽ thu tiền sau. Nói chung là có nhân viên bưu điện đó mọi người, họ sẽ thu tiền hậu cho mình luôn. Và sẵn đây mình sẽ cho mọi người xem cái ổ trà màu non của mình. Đó đây nè. Thì đúng á, như của những anh em khác á, thì ba ngày là người ta đã bắt ra rồi. Như thế này đây. Đó, nó như thế này là người ta bắt ra, người ta chăm tay rồi đó. Nhưng mà không mọi người, mình thì mình không ha. Mình sẽ để nó ok rồi, xong luôn rồi. Cái trứng kia còn nguyên. À, sẵn đây mình sẽ lấy cái trứng kia đó ra và mình kiểm tra cho anh em xem luôn. Tại vì khá là nhiều anh em nói là cái vỏ trứng nó dày quá, kiểm tra không được. Tại vì cho ăn cái hút cái trứng của mình á, thì anh em nói cái làm cho cái vỏ trứng nó dày. Thì hồi trước không dày. Thì nói chung là đúng thiệt, mình đã nói với anh em rồi, cái đó sẽ giúp cho vỏ trứng nó dày và cái lượng, cái khả năng đậu phô cũng chim á cũng khá là cao ha. Vỏ dày không phải là ảnh hưởng đến con chim đâu nha mọi người. Ở bên trong nó khẽ mỏ rất là dễ. Rồi trứng này nó bị không trống rồi. Đây nè mọi người, đây là một cái quả trứng nó không phôi ha. Là mình gọi vào mình sẽ thấy như thế này. Còn nếu mà mình, đó mọi người nhìn kỹ xíu ha. Còn nếu mà có phôi á thì nhìn cái đường, những cái đường này á, nó sẽ ra những cái đường gân máu. Và cái hai, nếu mà trứng mà phôi lâu rồi á, nó sẽ có màu đen ha. Là lúc đó là con chim con của mình nó tưởng thành. Anh em coi quả trứng gà, trứng vịt sao thì coi cái trứng chim nó y chang như vậy, không khác hả. Không, mọi người đừng có nói là cái quả trứng nó khá là dày mà mình gọi mình xem không được. Dày cỡ nào dày vẫn xem được bình thường nha. Để mình lấy quả trứng của con chim cô gái này ra mình cho mọi người xem. Đợi mình xíu ha, mình là mình coi cho con nào. Đây. Nói chung mà dùng cái đèn LED điện thoại là xem nó rất là ok. À đây, cặp cô gái non này, anh em nào ưng thì alo cho mình. Số điện thoại mình là 0929 8573346 ha. Có rồi ha. Anh em nào bữa dẫn mình thì liên hệ với mình là sẽ có. Còn bà Hang con này sao nay ba quậy dữ à. Nói chung là thang máy mẹ nó đã đẻ rồi đồ mọi người. Ở đây mới có trứng không? Mình thấy nó đang ngáp. Chưa có. Rồi trứng này ốp la luôn mọi người ơi. Đây mọi người ha, cái vỏ màu trắng á, mình xem nó rất là dễ. Rồi cái này nó bị nè, đó mọi người ha, thấy lòng trắng luôn nè, nó cục cựa luôn nè. Đó, mình xay cái chỗ nào nó cũng chạy hết rồi, cái trứng này nó hư rồi nè. Thì sẵn về lấy ra luôn đó, nó chạy nè mọi người ha, cái tông đỏ. Rồi xong, lấy ra luôn. Rồi nói chung là lấy thì anh em lấy ra ngoài luôn nha, đừng để bên trong nha. Để bên trong thì chim nó sẽ ăn lại ha. Có mùi hải trứng. Hải trứng. Thì khen mình nó đẻ nha. Còn cái vấn đề có trống hay không thì đã sao ha.
tại vì nó mới ấp mới có được có 3 ngày à, chưa kiểm tra được đâu rồi. Nó là phải bèo lắm là phải 5 ngày đến 6 ngày là mình mới biết được trứng có phôi hay không. Đây, 3, 2 quả. Mình lấy ra ngoài luôn. Thường mấy cái này là mình đem quăng hết mọi người, mình không có để ở bên trong. Nếu mình để bên trong á là chim nó ăn nó sẽ quen. Đó. Thì nói chung là mồi thì mình sẽ dự trữ như thế này thôi mọi người. Sâu giới thầy đồ rất là nhiều. Giới mình lúc nào cũng có. Thì mình cho ăn, mình cũng chia sẻ với anh em rồi đó, cách mà để mà cho ăn thuốc của mình á. Thì cái đó không phải thuốc của mình. À, là khúc đó là mình nhập về à, nói như vậy thì sẽ đúng hơn. Nè mọi người nhìn cái khùng của mình, ngày nào mình cũng có khúc dính hết á đó. Cái khay miết mà nó vàng khay nó màu hồng luôn nè mọi người ha. Mình đổ mình rải đây thôi à. Thì giới mình sẽ động như thế này, mình cho ăn bánh mì ăn này kia nọ, và thường thì động như thế này á để cho giới nó đi phân của cái trại đó ra. Nhưng mà cái trại này của mình nói chung là mình biết rồi, ở đó là cho ăn uống rất là sạch sẽ, không có dơ gì hết, cho nên là về sâu giới mình nó ok. Chứ không có nhất thiết là phải anh em nói là bắt buộc phải như vậy. Chỗ nào anh em uy tín anh em làm rồi thì nó ok, thì mình cứ tin tưởng họ thì mình sẽ không có phải rộng. Nhưng mình nhớ hồi trước là mình sẽ rộng một cái hồ kiến bên kia đó mọi người, để cho nó ăn nó đi phân ra hết rồi á, thì lúc đó mình mới lấy giới bên đó. Rồi xong rồi mình mới cho ăn. Rồi xong khi mà mấy con giới bên đây nó ăn xong ok hết rồi á, thì bắt đầu mình mới chuyển ngược lại là bên cái chỗ mới. Cho nên là ăn như vậy thì nó những cái chất dơ chất gì của con giới nó ăn của cái chủ nhà trước á mọi người, là nó sẽ đi ra hết. Thì lúc đó con chiên của mình nó ăn nó sẽ không có bị nhiễm khuẩn hay cái gì đó, nó sẽ ok hơn. Thì bữa nay mình sẽ quay lại là mình trộn cái gói thuốc đó cho mọi người xem nó như thế nào. Chứ đã nhiều anh em nói là đó, một lần mình cho ăn là vô đây chờ đổ đông rồi, một ngày phải là 2 thùng như thế này. Đây, đây là cái gói thuốc ha. Nói chung cái gói thuốc này mình có thể là mình xài chắc phải là 2 lần là hết trơn à. Mấy đứa đi ra nha. Liều lượng á thì mọi người thấy cái gói này mình đang cầm nè, mình cũng trả gì hết, mình cứ rửa lên thôi đó, rửa lên như thế này nè, lần trước lần sau nếu mà còn dư á thì mình sẽ trộn tiếp vô, là con giới con sâu của mình nó sẽ ăn dính nè. Tại vì cái này nó bám nó mạnh lắm mọi người, nó sẽ rất là dễ bám được người con giới. Đây anh em chỉ cần trộn lên sơ vậy thôi là nó giới con này bò qua con kia bò lại là nó dính lên người nó hết nè. Đó thấy không, dính tiền hóa là thậm chí người ta mình còn dính nữa, nên đó chị ta dễ. Như vậy là con chim nó sẽ ăn thôi, không có sao hết. Cho nên bà anh em khỏi cần mất công anh em đi trộn với nước thì làm gì. Trộn với nước là anh em bắt buộc là anh em phải khai nước Rồi như anh em hỏi mình á, thì như vậy thì cần trộn thêm khoáng vitamin gì nữa không? Thì vitamin thì cần nha, còn khoáng thì có thể không ha. Tại vì hôm nay nó có rất là nhiều thứ rồi. Với lại mình cũng nói chia sẻ thêm cái này luôn là mình không có nhập thú bổi ha, cho nên em không cảm ha, và thú bạc má mình cũng không có luôn, mình chỉ có những con mình đỡ mình chơi, mình nó dầm mình chơi thôi. Mình đây mình cho mọi người xem cái con này. Con này nó quýnh chết con mái của mình, mái đẻ 4-5 trứng của mình. Thấy cưng không? Thấy ghê không? Thường vậy mà chưa chịu đẻ mọi người.
cứ vậy mình đổ vô mình ăn thôi. Mình quay, nên mình sẽ quay cho mọi người xem. Để mọi người nói là mình cứ trộn xong mình đổ dế mình đem dục. Thật ơi, ai trộn xong đã đời đem dế dục mọi người. Để chia sẻ mọi người cách mà mình phải cho chim ăn ngon ok đàng hoàng chứ. Đâu phải bỏ được. Đây ha. Đó mọi người thấy không, dế nó dính cái màu hồng trên người nó hết trơn rồi. Đó như vậy là con chim nó cứ nó mổ nó ăn là dính không có gì hết đó. À, và anh em nói thì cái này cần thiết cho chim mái thôi chứ sao cho chim trống được. À, bậy rồi. Cái này nó có đầy đủ khoáng chất rồi dinh dưỡng gì rất là nhiều trong đó. Đó mọi người thấy không? Nó ăn ở dính lên mỏ luôn kìa. Để mình zoom lên xíu. Đó mọi người thấy không? Dính cái màu hồng trên mỏ luôn đó. Thì thuốc đó thì anh em kia chỉ cần nhắn tin họ tên số điện thoại của anh em qua và cái gói anh em lấy mấy gói thì cứ nhắn bên dưới là mình sẽ gửi đi tới nhà cho mình luôn, khỏi có cần phải là chạy tới nhà mình lấy hay gì đó. Thì nói chung là xài thì mình thấy ok mình mới chia sẻ với anh em chứ không mình ai đi sẻ bậy bạ, chia sẻ bậy bạ làm gì. Con này nó lại thích ăn con dế mái có trứng nha mọi người. Mình không biết sao nha. Mấy con dế mà nó nghe như này nè. Đó là con dế này có ôm trứng á, ôm trứng trong bụng đó. Đó, thì mấy con dế đó nó khoái lắm. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt mọi người nha. Còn mọi người chờ xem kết quả của mình sẽ làm tiếp theo những cái gì thì mình sẽ làm ở ngoài kia, thì mình thấy mà làm xong mình sẽ chia sẻ với mọi người chứ mình không có quay. Còn anh em khách thì mình sẽ quay sơ sơ cho anh em xem.